Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Nhà Mới TV và rất vui được gặp lại cô bác anh chị. Xin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang có mặt tại thành phố Gò Công của tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Đây là thành phố Gò Công nha quý vị. Một công trình đầu tiên chúng tôi thi công tại đây. Và ở tỉnh Tiền Giang thì năm nay chúng tôi sẽ có 3 công trình. Một công trình là hôm nay bàn giao lại tại thành phố Gò Công, sau đó sẽ là thành phố Mỹ Tho và là Cái Bè. Năm nay 2024 thì chúng tôi có 3 công trình và 3 công trình đều bàn giao trước Tết nha quý vị. Anh chị cô bác nhớ đăng ký kênh cũng như ủng hộ chúng tôi và xem những mẫu nhà như vậy nha quý vị. Các mẫu nhà sẽ rất là khác và hé lộ căn nhà chúng tôi thi công tại Cái Bè. Nó sẽ là hai căn nhà quý vị, một trệt một lầu và nhà cấp 4, kiểu dạng nhà ngày xưa rất là đẹp. Hy vọng sẽ luôn được mọi người ủng hộ. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại thành phố Gò Công để chia sẻ về một công trình chúng tôi vừa thi công xong luôn quý vị. Hôm nay tranh thủ xuống đây để ghi hình và bàn giao cũng như là chia sẻ đến tất cả mọi người. Về công trình này thì chúng tôi thi công cho nhà chị Lý tại thành phố Gò Công. Một công trình ngang 5m và chiều sâu là 15m nha quý vị. Đất ở đây thì khoảng tầm là 10m ngang. Với 10m ngang này thì chúng tôi sẽ thiết kế cổng chính này quý vị và thêm một cổng phụ. Anh chị cô bác mà nhận được bản vẽ chúng tôi cung cấp thì cái cổng nó sẽ khác nha. Nhưng mà sau này thì chủ nhà muốn đổi thành cái tông này cho nó đơn giản nhưng nó cũng phù hợp với mẫu nhà nha quý vị. Ở phần cổng chính thì chúng tôi cũng đổ cái phần mái đó quý vị, khoảng tầm 8 tấc để làm cái mái che cũng như là cho nó cứng cái phần cổng vì nó khá là lớn. Thứ hai nữa là bên này chúng tôi sẽ làm cửa là cửa sắt, một cái gam màu đơn giản là màu trắng và xám thôi quý vị. Hai bên này thì sẽ thiết kế hai cái bồn hoa để cho họ trồng cây. Ở công trình này chúng tôi thi công là với diện tích 5m x 15. Với 5m 15 thì chúng tôi sẽ thiết kế một trệt, một lửng, 3 phòng ngủ và khoảng không gian sân trước quý vị nha. Đất ở đây là ngang 10m và với 10m này thì chúng tôi sẽ đẩy cái nhà qua hết 5m bên này và bên này sẽ là sân và làm cái nhà kho. Về phần mặt tiền quý vị, chúng tôi sử dụng 3 gam màu. 2 gam màu là sơn hiệu ứng như quý vị xem này. Mẫu này tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn thích đó, và đặc biệt bên trong nội thất chúng tôi sẽ làm khác biệt rất là nhiều. Vì đây là một mẫu chúng tôi thi công đầu tiên tại thành phố Gò Công nên cũng muốn có một sản phẩm đẹp tại đây như để anh chị cô bác tham quan. Nói thêm về căn nhà này quý vị, phía trước chúng tôi sẽ có một phần ban công và trên phần ban công sẽ có phần mái che. Phần mái che đó chúng tôi sẽ sử dụng bằng cái không phải là cường lực đâu quý vị, nó là tấm nhựa poly thôi, màu trà rất là đẹp. Nếu như nhìn kỹ quý vị thấy cái phần đường cong mà chúng tôi uốn vòm nó bằng cái lan can sắt nó đồng với ở trên luôn quý vị nha. Thì bên cạnh đó có một cái gam màu sơn hiệu ứng, nó sẽ làm nổi bật cái mặt tiền lên. Và phần mặt tiền á, phía trước chúng tôi ngoài cái chất liệu cái màu mà nhôm kính sinh pha màu xám thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm một cái lớp đá mặt tiền, nó vân nhẹ thôi, nó sẽ phù hợp với cái sơn hiệu ứng này quý vị. Cái phần này là cái phần điểm nhấn của căn nhà và phía trước thì chúng tôi sẽ làm cái hàng bà ra tới đây luôn. Uống hết cái phần này lại nhìn nó mềm mại. Bên cạnh đó thì chỗ này sẽ làm thêm một cái chỗ để họ trồng hoa. Và căn nhà này rất là lợi quý vị, lợi vì nó nằm trên cái khuôn viên đất khá là rộng, 10m, chiều sâu hình như là khoảng tầm hơn 20m á. Tôi nhớ không rõ nhưng mà về diện tích xây dựng thì 515. 515 là ra tới đây nha quý vị nha. Hết cái hàng ba này luôn. Còn nếu như thực tế trong nhà sử dụng thì khoảng 514 thôi. Và với kinh phí bao nhiêu, chi phí xây dựng bao nhiêu thì tôi sẽ chia sẻ sau để chúng ta tìm hiểu về cái không gian căn nhà này nữa. Đây, bên hông này á, nhiều bạn nói Nhà Mới TV xây nhà thì làm sân cổng rào toàn là bê tông hóa không à, không có chỗ trồng cây. Cái đó quý vị hãy thông cảm tại vì đây là yêu cầu của chủ nhà. Chúng tôi không muốn đâu quý vị, cũng muốn xây lắm nhưng mà hầu như quý vị nha, tôi chia sẻ thêm một chút xíu nè. Ở đây nè, đa số chúng tôi đều thiết kế để trồng cây xanh nhưng mà sau đó khách hàng đều muốn là làm đá hết luôn cho nó sạch, họ không muốn trồng. Và như công trình này thì chúng tôi sẽ chừa đây khoảng tầm 8 tấc nha quý vị. Trải dài ra tới trước này luôn. Để sau này khách hàng họ muốn trồng bông, trồng hoa gì thì nó sẽ tiện hơn. Về công trình này thì nói chi tiết hơn, sân cổng rào chúng tôi không có trong chi phí chọn gói nhưng chúng tôi vẫn làm nha quý vị. Làm theo cách hỗ trợ và để cho mọi người biết rõ hơn thì sân cổng rào chúng tôi thường tính mét vuông. Từ 2 triệu một mét sân cổng rào, tường ví dụ như cao khoảng tầm 2m2. Sân cổng đầy đủ điện đóm luôn và không có mái che nha quý vị. Và anh chị nào mà cần thông tin cụ thể hơn thì hãy cố gắng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0937053096 hoặc là liên hệ qua Zalo cũng được. Còn nếu mà nhắn tin thì chúng tôi rep hơi lâu thì hãy thông cảm cho quý vị. Và sẽ không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong nội thất của căn nhà này. Your friends are skin and bones. She can never replace me.
Để quý vị có thêm thông tin cụ thể về công trình này cũng như căn nhà này thì tôi sẽ nói rõ hơn. Đây là một công trình chúng tôi thi công cho chị Lý chọn gói nha quý vị, và chọn gói bao nhiêu thì tôi sẽ để mọi người đỡ băn khoăn về giá cả cũng như về cách thi công của chúng tôi. Ở công trình này chúng tôi thi công hoàn thiện chọn gói nha quý vị, hết luôn, và những gì có ở đây thì tôi sẽ chia sẻ từng món để mọi người dễ hiểu, dễ hình dung, và sau này muốn xây dựng thì nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Công trình này chúng tôi thi công cho chị Lý với diện tích là 5 x 15 75 m², chọn gói là 1,5 tỷ, là cái nhà không nha quý vị nha. Có nội thất bao gồm sân cổng rào thì sẽ tính riêng. Tôi nghe đâu đó thì sân cổng rào thi công chắc cũng phải tầm ngoài 300 triệu quý vị, nhân công đã gần 90 mấy triệu rồi, vì cái diện tích sân này khá là lớn. Ở công trình này chúng tôi thi công chọn gói, và 75 m² thì chừa 1 m phía trước làm hàng ba rồi, thì phần còn lại trong này là khoảng tầm 14 m² nha quý vị, 14 m dài, xin lỗi quý vị. Thì với ở đây thì khoảng tầm 25 m², chúng tôi sẽ thiết kế cái không gian này và đã đặt một bộ sofa ở đây. Sofa này dạng sofa chệt nha quý vị, nó dạng bệt xuống á, nó không có chân. Và cái này là của chủ nhà, chúng tôi không mua. Và nói kỹ hơn quý vị, ở công trình này chúng tôi có được ý tưởng 60% từ chủ nhà. Thật sự, những cái mảng tường này, nếu như mọi người đã tham quan hoặc như là xem những mẫu của nhà mới TV rất nhiều, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng. Do là chị Lý, đây là công trình của chị Lý tại thành phố Gò Công của tỉnh Tiền Giang, thấy trên mạng nó khá là hay và gợi ý chúng tôi là muốn sử dụng cái gam màu này, nên là nhà mới TV lần đầu tiên thi công và cũng lần đầu tiên sử dụng, nhưng mà khá là đẹp quý vị nha. Cái chất liệu này cũng giống như những cái tấm nano nhựa bình thường, nhưng mà nó đẹp, nó có những cái đường chỉ nhỏ quý vị nha, và cái màu nó hơi trắng thôi chứ không trắng lắm, nó hơi ngàm chút xíu. Ở công trình này về phần mặt tiền á, trước á, thì chúng tôi sẽ sử dụng nhôm kính sinh pha, và gam màu ở đây nó sẽ có nhiều trùng lặp ở những cái gam màu chúng tôi đã thi công, nhưng mà tôi dám chắc nó sẽ mới lạ và sẽ có nhiều bạn trẻ thích những cái gam màu như vậy. Với cái phong cách này thì chúng tôi sẽ thiết kế cầu thang qua bên đây và đẩy cái nội thất của cái phần tủ tivi vô trong. Hai gam màu, nếu như mọi người xem thì những gam màu này chúng tôi sử dụng nhiều, nhưng mà ở đây thì mới hơn. Với cái phần cầu thang này thì chúng tôi sẽ sử dụng màu kính đó, là màu xám khói, nhưng mà tay vịn là tay vịn bằng nhôm nha quý vị, nên là nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà nhìn nó khá là đẹp. Và cầu thang thì nó sẽ là màu trắng, đá trắng luôn. Và với công trình này chúng tôi thi công là ở đây nè, nếu quý vị nhìn kỹ ở đây nó là phần sơn hiệu ứng nè, đó, rất là đẹp nha, nhìn nó kỹ mới thấy, còn nhìn mà qua trên màn hình thì quý vị sẽ không hình dung rõ đâu. Và những cái phần tủ này nhà mới TV đã thi công và có bao gồm trong chi phí chọn gói này luôn. Ở tầng trệt này sẽ có phòng khách nè, không gian bếp và một phòng ngủ phía sau, bên hông kia là kho nên chúng tôi sẽ mở một cánh cửa đi bên đó. Và ở phía trước này thì khách hàng muốn tận dụng cái không gian, cô Lượm là mẹ của chị Lý nha quý vị, là muốn chúng tôi thiết kế phía tầng trệt này để cho thờ cúng nó sẽ tiện hơn, người lớn tuổi họ ngại đi lên cầu thang, nên thành ra chúng tôi sẽ đẩy qua bên này quý vị nha. Đây là bàn thờ ông địa, chúng tôi đóng luôn nguyên một combo luôn, và trên này này thì sẽ thờ Phật, bên cạnh này sẽ là một cái vách ngăn thì nó sẽ thông với bếp, nhìn nó sẽ rất là đẹp. Quan trọng là khi mà chủ nhà họ mua cái bộ sofa này để vô nó cũng phù hợp quý vị nha, rất là đẹp. Cái dạng sofa bệt này về ngồi nó cũng dễ chịu lắm quý vị, và nó cũng phù hợp nếu như cái tủ tivi chúng ta thiết kế thấp mày chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn, chứ nếu mà cao á chúng ta ngồi á cái tầm á ngước mắt lên khó chịu lắm. Ở cái tầng này á quý vị nha, dạng thông tầng mà nhà cát lửng thì thường chúng tôi sẽ đặt những cái đèn ở giữa này, và cái bộ đèn này rất là đẹp và giá trị. Chút xíu nữa lên tầng lửng thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Và đây, phòng bếp này khoảng tầm 25 m², 5 x 5 = 25, tạm tính thôi nha. Còn để chi tiết hơn thì chắc chắn rồi, hãy xem trên bản vẽ của nhà mới TV, chúng tôi sẽ tặng mọi người tham khảo nha. Và thật vui quý vị, vì vừa rồi tôi nhận được nhiều thông tin từ tất cả khách hàng nhắn cho tôi, họ cảm ơn vì họ đã nhận bản vẽ và xây gần như tôi thấy là 70-80%, rất là đẹp đó. Và phải nói là những thợ thi công họ đọc bản vẽ rất là ok, xây rất là chuẩn quý vị nha. Về phần kết cấu của bản vẽ thì mọi người đừng lo, ví dụ như một công trình này có thể lên tấm được quý vị nha. Và đây, một không gian của bộ combo bếp mà chúng tôi thi công cho khách hàng đây, là full kịch trần nha quý vị nha. Chỗ cái không gian này thì chắc chắn là sẽ sử dụng những cái quạt vậy cho nó mát rồi, và trong chi phí chọn gói đều có luôn. Với một cái không gian bếp như vậy á, thường tôi có chia sẻ là gần đây nhà mới TV luôn làm những cái bếp cao như vậy nè quý vị, để họ tiện sử dụng và nó không có bị dạng như là mỏi lưng á, nó không bị mỏi lưng. Ở đây thì nếu như khách hàng mua tủ lạnh sẽ để cho đây, trước mắt thì chưa có, chúng tôi vừa thi công xong và sẽ hoàn thiện những cái sản phẩm như vậy nè. Nếu như mọi người đã xem thì đây, chúng tôi sẽ có cái kệ nâng hạ nè, đó,
để chén lên đây. Và mọi người đừng có lo nha, cái này nó có cái tấm chắn nước rồi, nó không ướt cái phần gỗ này đâu. Và sản phẩm này chúng tôi đều có bảo hành hết. Và thứ hai nữa là sẽ có cái bồn rửa nè, mặt đá nè. Cái màu này là kính cường lực nha quý vị, nó là kính cường lực màu xám. Tại vì cái tông màu này á, nó ba tông màu chính: màu đen, xám đen và màu trắng hơi xám một chút xíu. Và tổng thể mọi người nhìn thấy rất là đẹp. Dưới này á, là cánh tủ chúng tôi sẽ sử dụng màu tối luôn. Vì thường chúng ta sử dụng ở dưới này nó hay bám bẩn. Và đặc biệt hơn, đây tôi chia sẻ cho quý vị, ở cái công trình này á, những cái sản phẩm gần đây chúng tôi sẽ sử dụng nè. Đây là cái kệ để chén luôn quý vị nha. Đó, trên có dưới có. Và đây có thêm một cái mà chị Lý yêu cầu chúng tôi thi công là có thêm một cái kệ để đồ khô hay là để những cái sản phẩm như son nồi cũng được quý vị nha. Và bên này á, thì sẽ có thêm một cái kệ gia vị và thùng gạo. Tùy theo một số sản phẩm thì có một số sản phẩm thì chúng tôi sẽ bao gồm trong cái chi phí trọn gói sắp tới cũng như các công trình mà khách hàng yêu cầu chúng tôi đều đáp ứng. Chỗ này sẽ có một cái máy hút mùi và bếp sẽ đặt đây. Bếp đặt ở đây là vị trí phong thủy theo, coi theo hướng của chủ nhà nha quý vị nha. Đây, đây là cái cánh tủ nè, màu xám ghi. Và bên này sẽ có một cái tủ to luôn để tủ rượu hay là để những cái đồ mà chúng ta thường, những cái đồ khô chúng ta hay ăn đó quý vị. Để đây nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Và với không gian bếp này trong một gia đình sử dụng quá tuyệt vời. Tại vì chúng tôi sẽ đẩy sát vô cái không gian của cái lô đất nên sẽ không mở cửa sổ bên đó, mà thay vì đó thì chúng tôi sẽ mở cửa sổ bên này, kèm theo là những cái bộ combo cửa có cái rèm cuộn như vậy luôn cho khách hàng luôn, đều có hết nha quý vị nha. Phòng khách, bếp rộng và sẽ là một không gian của phòng ngủ dưới. Phòng ngủ dưới thì chúng tôi sẽ không đẩy nhà vệ sinh ra trong mà sẽ làm nhà vệ sinh ra ngoài như vậy. Chỗ này khá là đẹp quý vị. À, tôi nói thêm một chút xíu nha. Cô Lượng ở đây là mẹ của chị Lý á, coi cái nhà mà chúng tôi xây dựng cho vợ chồng YouTuber ở Đức Hòa Long An thì thấy cái khuôn viên này đẹp. Và gần đây chúng tôi cũng hay sử dụng những gam màu như vậy, cái cách thiết kế như vậy nên thành ra là toilet trong nó sẽ không xài lavabo mà lavabo sẽ để ở đây. Tôi nói phía trong này trước để mọi người dễ hình dung nha. Đây. Và ở cái toilet này nó cũng khác biệt. Nó cũng hơi cực một chút xíu quý vị, rất là cực. Tại vì với cái gạch này quý vị, một miếng nó có 4 viên như vậy thôi. Thợ thi công ốp mất mấy ngày mới xong một cái toilet như vậy quý vị nha. Tại vì có 4 miếng như vậy à. Mà nó không phải là một miếng liền, mà nó cứ kiểu dạng như nó có lưới giữ lại thôi. Và một gam màu trắng hết luôn. Chúng tôi có thiết kế những cái bệ này nè, để đồ nè. Đây cũng có nữa nè. Và thêm một cái cánh mà cửa tấm kính đó quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng làm bằng, nó là nhôm, dạng nhôm đen nha quý vị nha, không phải là inox. Thiết bị trọn gói đầy đủ luôn. Dưới này á thì cũng cực hơn chút xíu nữa. Đây, cái gạch này là khổ 20. Đó, khổ 20 chứ không phải là khổ 60 hay là 30, 60 mà chúng tôi thường sử dụng. Tại vì yêu cầu của khách hàng muốn căn nhà mình nó đặc sắc hơn, kiểu như là ai cũng muốn đẹp hả quý vị, muốn những cái công trình của mình hay là nhà mình đó, nó lên trên sóng YouTube hoặc là nhà mới TV thi công độc đáo hơn. Thì đây là những cái ý tưởng mà phải lên 60% từ chủ nhà quý vị. Cánh cửa này cũng là rất là khác biệt, sử dụng màu xám đen luôn quý vị nha, không phải là đen hẳn mà xám đen. Thì nó sẽ đồng màu với cái tủ. Ở đây có một cái tủ, đây là tủ giày, chúng ta sẽ để được nón bảo hiểm, những cái đồ linh tinh. Tại vì bên hông này chúng tôi sẽ đẩy cái cửa để đi ra bên hông này rồi, là cái nhà kho nha quý vị nha. Rồi quý vị thấy có một cái bồn to kia không? Đó là cái bồn 7.000 lít. Tại vì quý vị phải hiểu là ở đây ở thành phố Gò Công có một thời điểm là sẽ bị ngập mặn, nó không đủ nước xài nên là đa số dân họ, người dân họ thường là sử dụng những cái bồn trữ nước như vậy quý vị. Thành ra chúng tôi cũng bị ảnh hưởng là vừa rồi. Đúng ra công trình này sẽ giao trước đó 2-3 tháng rồi, nhưng mà thời điểm ngập mặn không có nước để xây quý vị, nên là phải dời lại, thành ra hôm nay mới xong á. Đây, những cái mà chúng tôi đã làm cho khách hàng nè. Chỗ này nè, làm rộng ra theo ý của cô Lượm, muốn làm giống cái nhà của YouTuber và chồng YouTuber cô nói với tôi vậy. Chỗ này chúng tôi ốp bằng cái tấm nano quý vị nha. Đây nè, rất là đẹp, sẽ thoáng hơn. Và ở trong này ra sử dụng cũng được, ở khách ở ngoài sử dụng đây cũng được. Và vệ sinh trong kia thì ở ngoài này đánh răng rửa tay rất là tiện lợi. Và đây là phòng ngủ cuối nha quý vị nha. Phòng ngủ cuối của căn nhà này á là sẽ đẩy ra phía sau, thành ra nó sẽ được hết 5 mét luôn. Và chắc chắn là cũng có cửa sổ bên hông nè. Và với phòng ngủ này á thì đây là phòng ngủ của cô. Ở trên kia chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ, đặc biệt là cái gam màu này cá tính nha quý vị nha. Đây, màu xám đen rất là cá tính. Và bên này chúng tôi sẽ sử dụng cái tấm than tre hết cái phần này luôn, ở cái phần đầu giường
Thì khi mà để giường ở đây khoảng tầm độ 1m6 hay 1m8 á, nó rất là rộng rãi luôn á. Bên này để bàn trang điểm cũng được. Và đây là cái tấm nhựa mà tôi hồi nãy có giới thiệu ở đầu á, là sẽ ốp hết luôn, rất là đơn giản thôi. Gam màu nè, trắng sáng nè. Trên này sẽ để một cái đèn hắt đơn giản. Và bên này sẽ có một cái bộ combo phòng tủ áo mà chúng tôi thiết kế full trần luôn cho khách hàng luôn. Chỗ này thì sau này có thể để một cái, à cô nói với tôi là cô muốn có một cái chỗ để cái máy massage, không biết là để ngoài phòng khách hay để đây nè. Mà để đây thì rất là tiện, tại vì nó rộng. Và giường ở đây rồi, chỗ này để tivi, bên này thì để thêm một cái tủ để mấy cái đồ lặt vặt cũng được. Nhưng mà với một sản phẩm hoàn thiện mà bộ combo chúng tôi thường mà thiết kế cho khách hàng thì sẽ không có giường, chỉ có tủ áo thôi. Và ở công trình này chúng tôi hoàn thiện, nếu mà tính thi công xong xuôi á, thì chắc phải gần 4 tháng đó quý vị. Với 4 tháng ở công trình này, nếu như cô bác anh chị thích mẫu nhà này thì hãy liên hệ qua số điện thoại Zalo nha quý vị. Hoặc là chụp màn hình đăng ký kênh rồi, xong rồi nhấn là tôi cần bản vẽ của mẫu nhà này, nhắn về Zalo số điện thoại 0937053096 thì tôi sẽ tặng cho mọi người tham khảo. Tặng thôi nha quý vị nha, mọi người tham khảo thôi. Còn mà để yêu cầu thiết kế thì chúng tôi không có nhận thiết kế. Nhà máy TV chỉ nhận thi công trọn gói thôi. Và thật sự là sẽ rất là vui nếu như mọi người chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ở trên tầng lửng nha. Căn nhà gác lửng này nó đẹp nhiều yếu tố lắm quý vị. Thật sự do là cái cách thiết kế nó đơn giản thôi, chứ không có cầu kỳ đâu, vì so với các mẫu chúng tôi cũng làm giống nhau cả thôi. Nhưng mà điểm ở đây chúng tôi sử dụng cái gam màu quý vị. Ví dụ như nè, cái màu kính này nếu màu trắng nó sẽ không đẹp đâu quý vị. Nó là màu xám khói, cộng thêm cái tay này nếu mà đưa tay gỗ vô thì cũng không đẹp. Nó phải là cái tay nhôm quý vị, nó bọc theo cái thành này nè để cho nó đẹp. Và nó sẽ là cái phần điểm nhấn của căn nhà, của cái không gian không tầng này. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm một cái gam màu là màu xám ghi của cái phần rèm này. Phần này chúng tôi cung cấp rồi, tặng trong cái chi phí chọn gói rồi. Và điểm phía sau này á, chúng tôi sẽ tạo thêm một mảng sơn hiệu ứng hết cái phần tường này quý vị. Thì khi đặt cái đèn này á, nó rọi sơ thôi, nhìn khá là đẹp và nó bắt mắt lắm quý vị. Với cái không gian tầng lửng này á, chúng tôi sẽ thiết kế là không gian thông tầng một chút xíu để lấy hành lang đi ra phía trước, tại nhà này có ban công phía trước. Bên cạnh đó thì phía sau sẽ có là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Thiết kế đơn giản thôi nhưng mà nó công năng nó rất là hoàn thiện, và khi chúng ta sử dụng nó sẽ có cái sự tiện nghi. Ví dụ như ở đây quý vị, cái đèn này á, là trị giá khoảng tầm hơn 10 triệu thôi, nhưng mà trong hợp đồng chọn gói thì chúng tôi tính cho khách hàng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu, phần còn lại là họ sẽ phụ thêm, đó là chi phí phát sinh nha quý vị nha. Còn với chi phí chọn gói trong một công trình thì chúng tôi sẽ không phát sinh, chỉ những món đồ lắp đặt thêm thôi. Và những cái phần liên quan trong này trong chi phí chọn gói là khoảng tầm 1,5 tỷ thì nhà mới TV đã bao gồm rồi. Ở cái không gian của hành lang này quý vị, thường thì chúng tôi sẽ thiết kế nó sẽ sâu vô khoảng tầm 2 mét để làm cái không gian phòng thờ. Nhưng mà ở đây á, chủ nhà muốn đẩy cái không gian thờ xuống phía dưới, nhưng mà nó sẽ nằm ở khu vực này nha quý vị nha, không phải nằm ở đây đâu. Nên là nhiều người có nói là đi qua đi lại thì không phải, chúng tôi cũng tính đến phương án rồi. Tại vì do là cô lượm ở đây, cô muốn là ở dưới cho tiện, cô đỡ đi lại. Còn cái không gian này là vừa đủ nha. Nhưng mà nếu như á, để trang thờ trên này vẫn được nha quý vị, nó vẫn còn rộng. Và chỗ này là cái chỗ điểm cộng của căn nhà này quý vị, không gian thông tầng rất là đẹp. Nếu như chúng tôi sử dụng những cái đèn bình thường vô thì chắc nó sẽ không nổi bật đâu. Nhưng mà đây là chị Lý có yêu cầu chúng tôi là lắp đặt cái đèn này và đưa cái mẫu chúng tôi sẽ lựa chọn. Và cái đèn này trên thị trường nó cũng có chiết khấu nha quý vị nha. Cái sản phẩm này cũng khá là đẹp. Và hy vọng là sắp tới thì sẽ được nhiều anh chị đón nhận là mua những cái đèn này để lắp đặt. Và khi lên sóng như vậy khá là đẹp quý vị nha. Ở cái hành lang này chúng tôi sẽ chừa khoảng tầm 1m2. Phía trước này sẽ mở một cái cánh cửa để đi ra phía ban công khá là chill đây. Tính ra cái nhà này nếu như không làm cái ban công này thì nó sẽ chẳng có điểm nhấn, cũng chẳng đẹp đâu quý vị. Nó có chút xíu này nhưng mà cái nhà mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì nếu không có thì cái phần mặt tiền này cũng khó trang trí và nó trơn lắm, kiểu như nó không có cái gì. Còn thường là các công trình chúng tôi thi công nếu mà không có ban công vẫn làm cái phần mái đua ra. Thứ nhất nó sẽ bảo vệ cái phần cửa phía trước quý vị, tránh nắng mưa. Tôi vẫn nhớ có một vị khách hàng nói với tôi là anh Hùng ở Bình Dương, nói với tôi là nếu mà nhà mà không làm những cái này nè, cái mái che hoặc cái này, giống như người không có lông mi lông mày quý vị, nhìn nó kỳ lắm, nó cũng khá là thú vị và nó cũng hợp lý quý vị. Đây, ở đây thì khi thiết kế chúng tôi sẽ bò vòng cái này lại nè, đó, đây khung sắt này đây. Và bên này sẽ để một cái chỗ để trồng hoa,
Nếu mà nhìn phía ngoài vô rất là đẹp quý vị nha, tại vì cái gam màu sơn hiệu ứng này nó sẽ nổi bật hơn. Và chúng tôi sẽ đắp thêm một cái mảng tường 200 uốn tới đây, đặt thêm một cái đèn trang trí. Bên này sẽ có một cái phần bê tông đổ ra để nó che cái phần mưa đây quý vị nha. Nhưng mà cửa đó không có mở đâu, cửa là cửa đóng kín luôn để lấy sáng thôi. Trên này sẽ làm một cái mái che như cái tấm poly mà tôi nói là màu trà để che cái khu vực này. Chỗ này khá là chill quý vị, rất là đẹp. Không khí ở thành phố Gò Công mới lên thành phố hình như là trong năm nay á quý vị, nên là cái quang cảnh mà mọi người nhìn á thì thấy đông ruộng khá là nhiều, và chỗ đây ở thì quá là tuyệt vời. Trên khu viên đất là ngang 10m, chiều sâu đâu đó hơn 20m, và chúng tôi thi công căn nhà là khoảng tầm 75m². Quý vị và các bạn nhớ để lại những lượt bình luận về căn nhà này để cho tôi biết nha. Cũng như là động lực khích lệ, hay là có thêm những thông tin để làm những công trình nó sẽ đẹp hơn, những góp ý, những đánh giá, đó là những cái điều tuyệt vời mà chúng tôi sẽ rất là mong muốn quý vị nha. Tại vì mong muốn thay đổi, mong muốn để công trình nó đẹp hơn, phục vụ khán giả cũng như là phục vụ những khách hàng sắp tới của nhà mới TV. Ở đây thì phía sau này chúng tôi sẽ thiết kế hai phòng ngủ. Vì như hồi nãy có nói là do là không sử dụng phòng thờ nên là đẩy cái phòng này lên nên nó khá là rộng quý vị nha. Bên cạnh này chúng tôi sẽ mở thêm một cái cánh cửa để lấy sáng nè. Và đây, những chi phí và rèm này á là khoảng tầm trong một công trình chúng tôi tặng trọn gói thì đâu đó khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu, nhưng nó bao gồm trong đó rồi, chúng tôi không tính thành tiền. Sẽ có hai phòng ngủ. Chúng ta xem phòng này trước nha. Ở phòng này á thì cũng có một nhà vệ sinh riêng luôn và rất là rộng quý vị nha, rộng lắm đây. Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng cái tấm nano bằng nhựa mà giả cái dạng xi măng đó quý vị, hiệu ứng xi măng. Trên này thì sẽ dán một cái màu hơi hồng nhẹ chút xíu, có những cánh bướm, đây là giấy dán tường cũng khá là đẹp. Khi để giường ở đây cho một người sử dụng, hình như đây là phòng của một cô gái đây, khoảng tầm 1m6 đến 1m8 là vừa đủ. Và bên này thì chúng tôi sẽ thiết kế một cái phần tủ bao gồm trong chi phí trọn gói là có rồi đó, những cái cánh hộc mở và treo đồ hai tầng đầy đủ luôn. Và chắc chắn những sản phẩm và chúng tôi sẽ làm phun trần để nó đẹp, chứ nếu mà làm hở nó không đẹp đâu. Bên này thì sẽ để đồ và một người sử dụng là quá tuyệt vời. Sẽ đẩy cái nhà vệ sinh qua bên này, rất là rộng nha quý vị nha. Hồi nãy tôi có nói là về cái phần cửa nhựa chúng tôi sử dụng cái gam màu á, nếu như liên tưởng gần đây nhất thì cái màu này giống như cái màu cửa mà công trình ở Trà Vinh chúng ta sử dụng, hoặc là công trình của chị Thủy ở Cần Giuộc chúng ta sử dụng thì giống nhau. Và sẽ đẩy cái nhà vệ sinh ra đây. Nhà vệ sinh này cũng rất là rộng. Hồi nãy có chia sẻ về những cái gạch ốp này rồi quý vị. Và ở đây cũng là những cái cánh cửa lùa luôn này, đẹp lắm. Và nó sẽ nhiều tiền hơn là cái cánh cửa mà kính cường lực và inox nha quý vị. Nó mắc là do cái khung này nè. Sản phẩm này đây là bàn cầu hiệu inox chúng tôi sử dụng luôn. Và một bộ về trong cái chi phí trọn gói nha quý vị nha, mà nhà mới TV thi công cho khách hàng là lắp đặt luôn khoảng tầm từ 6 triệu đến 10 triệu tùy theo những cái công trình. Và cũng chia sẻ thêm thì công trình này trọn gói chúng tôi sử dụng thì hơn 7 triệu. Có những sản phẩm này luôn quý vị nha. Và bảo hành nhìn nó rất là chất lượng nha quý vị nha, chứ không phải là hàng thường như hàng chợ như một số người vẫn bảo là nhìn nó bình thường, nó không có đâu, rất là đẹp. Tại vì quý vị xem trên màn hình đó sẽ không hình dung rõ đâu, nhưng mà nhà mới TV muốn ở đây là khách hàng họ sẽ sản phẩm này họ sẽ sử dụng nên họ sẽ biết được cái chất lượng nó như thế nào, cũng như khi chúng tôi đưa xuống công trình họ sẽ ok, và khi ok thì chúng tôi mới lắp đặt, còn nếu mà không đẹp thì chắc chẳng có cho lắp đâu quý vị ơi. Đây, thêm một phòng ngủ rất đặc biệt vì nó rộng và nó đầy đủ tiện nghi quý vị nha. Phòng này là phòng của chủ đầu tư, đây là phòng của chị Lý. Có yêu cầu chúng tôi thiết kế theo yêu cầu nha quý vị nha. Và ở đây chúng tôi sẽ không trang trí nhiều, cũng là những cái tấm than tre hoặc nhựa thôi, nhưng rất là đơn giản. Đây, đây là cái dạng màu ô nhỏ rất là đẹp. Tại vì thường chúng tôi có sử dụng cái này gần đây nhất là một số căn nhà. Ở đây thì sẽ cái làm sóng nè. Và cái đường sáng này á quý vị, nó sẽ là cái đèn led nha quý vị. Khi tắt đèn đi ngủ cái này rất là đẹp, nó sẽ ánh kim lên. Và phần tủ áo sẽ thiết kế qua bên này. Chỗ này sẽ có một cái cửa y như cửa phía dưới luôn. Tôi kéo lại cho nó đỡ sáng chút xíu hoạt đó, rất là đẹp. Tại vì khi ngủ chúng ta sẽ kéo như vậy, nó có thêm một cái lớp màu sáng trắng nữa. Và chỗ này sẽ có một cái bàn trang điểm và sẽ sử dụng tủ tivi luôn, nhưng mà cái này là chủ nhà mua, chúng tôi không cung cấp cái này quý vị. Đây, tôi chia sẻ cái này trước nha. Đây, chỗ này nó sẽ có một cái tủ túi sách của
gia chủ. Họ muốn chúng tôi đóng hết lên và chúng tôi cũng cố tình chừa cái phần ra, và phần này sẽ phát sinh một chút xíu tại vì cái tủ này nó khá là lớn quý vị, đóng về khá nhiều tiền. Một số công trình chúng tôi cũng thường chia sẻ với quý vị là khi mà những cái công trình tầng thấp á, thì cái vật liệu nó vừa đủ, chúng ta cứ nâng cao lên thì chắc chắn là mỗi cái nó đều lên thì chi phí nó sẽ tăng cao hơn. Và với một cái chi phí chọn gói á, trong công trình này thì cái phần này chúng tôi sẽ không bao gồm, sẽ tính tiền thêm quý vị nha. Còn cái này là chủ nhà tự mua bên ngoài và sẽ thiết kế khi mà để cái giường bên này khoảng tầm độ 2m 1m6 thì chúng tôi sẽ đẩy cái không gian nhà vệ sinh qua đây, thì nó cũng giống như hai nhà vệ sinh kia thôi, nhưng mà thường những nhà vệ sinh riêng như vậy chúng tôi sẽ sử dụng cho nó cái không gian rộng hơn. Sản phẩm này cũng là inox luôn quý vị, tốt trên thị trường. Và cái gam màu ở đây là họ yêu cầu trắng đen, đây trắng đen hết luôn, rất là đẹp, giống như ở dưới thôi. Và cái kính này nó sẽ sưởi luôn nha quý vị nha. Khi mà nó ẩm ướt á, thường những cái kính chúng ta sử dụng trong nhà tắm nó hay có mồ hôi, thành ra là nó sẽ bị mờ nên nó sưởi rất là ok. Cánh cửa rất là đẹp quý vị nha. Phòng này quá tuyệt vời, tiện nghi và rất là rộng rãi. Như vậy là thêm một công trình nữa bàn giao và thêm được một sản phẩm nữa để chia sẻ đến quý vị, anh chị, cô bác, những người đã luôn yêu mến cũng như là luôn đợi chờ những cái công trình như vậy hoàn thiện và chúng tôi chia sẻ lên kênh YouTube để mọi người xem. Và sau khi xem nếu ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0937053096. Chúng tôi sẽ gửi bản vẽ để mọi người tham khảo. Anh chị cô bác mà cần thi công thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đó luôn nha quý vị nha. Chúng tôi có xài Zalo và hãy gọi trực tiếp, hoặc nếu cần thông tin thì hãy nhắn luôn thì chúng tôi sẽ nhận nhanh hơn quý vị. Tại vì trên cái clip kết bạn của Nhà Mới TV trên Zalo nó nhiều và nó chỉ hiển thị một số thôi, nên là thành ra là tiếc vì sẽ không kết nối được quý vị, các bạn hãy thông cảm. Nên là anh chị cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0937053096. Và anh chị cô bác nào cần những thông tin thì hãy liên hệ sớm để chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị nha. Nói thêm về công trình này thì chúng tôi thi công chọn gói căn nhà này là 1,5 tỷ chọn gói luôn. Và những gì có hay không có thì tôi đã chia sẻ cụ thể trên TV, trên kênh YouTube này rồi. Thì anh chị cô bác xem thì cũng cố gắng xem hết nha quý vị. Mọi người thường xem lướt qua thì sẽ không có thông tin cụ thể đâu. Và chúng tôi rất cảm ơn vì đã luôn được đồng hành cùng quý vị các bạn yêu thương và lựa chọn những cái sản phẩm và lựa chọn thành đơn vị thi công. Và hôm nay công trình bàn giao thật sự rất tiếc vì chị Lý và cô Lượng mà không có mặt để chia sẻ cũng như là tôi lấy thông tin, vì họ ngại xuất hiện quý vị, không phải ai cũng dám đứng trên trước cái hình ảnh như vậy để nói đâu. Và rất cảm ơn vì quý vị đã, các bạn đã luôn yêu thương và đón nhận những sản phẩm như vậy. Qua video này thì thật sự rất cảm ơn cô Lượng rất là nhiều, cảm ơn chị Lý rất là nhiều vì đã lựa chọn Nhà Mới TV. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những mẫu nhà kế tiếp.